Ok, xin chào tất cả anh em đang xem livestream anh em ơi. Với cả chúc anh em buổi tối xem live vậy anh em ơi. Tại bây giờ thì Khải sẽ phát lần đấu, Khải ta liên đấu trận đầu tiên đấy anh em ơi. Xong rồi ra phát lương anh em tiếp tục. Vô hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Ok. Ôi, vẫn cầm. Ôi, cầm đá hồn kiếm mà. Chắc là mấy phút rồi. Một phút anh em ơi, không kịp giờ rồi. Ra, được. Thấy cái đao đấy, đụng đao này sao mà đánh được. Thấy cái đao anh em ơi. Đao đâu? Đau đâu cuốn. Thôi xong, đủ rồi, cái đau đâu mất tiêu đâu. Đủ đau sao nó mất tiêu rồi, vô trận 1 á. Trời ơi, cuốn mất, đau mất cái đau đâu mất tiêu rồi em ơi. À, chịu rồi. Không có cái đau rồi em ơi. Rồi này. Ờ, hình quá, gặp con lôn 21 cuốn. Thôi xong con lôn 21 cuốn rồi. Rồi ok. Thế này mày. Lâu lâu anh cuốn này, cái đao sao nào anh cuốn này? Đao tiếp đâu rồi? Được không? Ờ sao cái này ra được à? Cái tu chân hoàng ra được à? Được. Cái đao kia đao tiếp nào anh cuốn này? Thì mình đéo biết. Mày. Đây anh vô bên trong giùm em luôn đi. Đồ trận này em cuốn đao hoàng kim luôn. Tự nhiên đang vô bên trong luôn anh ơi. Ai có tu chân hoàng không cắm thì xin nhé. Anh em nhận lương là đứng từ Việt Nam luôn nha anh em ơi. Con của mình bao nhiêu mình cứ tưởng là không dùng được. Anh cuốn vô bên trong giao dịch mà em lên cuốn rồi. Ở đâu á? Bên trong khu vực hậu trường liên đấu này. Rồi, anh em nào nhận lương thì cứ nhận này. Ok, bạn giao dịch chấm khả này, người ta mang giao dịch này. Vừa liên đấu vừa làm cái vấn đề phát lương anh em, đợi cả chút thôi nè. Đó, mới đổi ngựa ngon lành anh em ơi. Đổi ngựa kháng cả bẫy cho màn đánh cho nó sướng. Ồ, cái con mặt nạ kháng cả 5% em đổi cho mặt đâu anh cuốn ơi. Để em mang cho anh em động ơi, cuốn ơi. Đến lúc nó sửa ấy, anh đã biết anh đáp đấy không anh? Đây, em đang đứng. À, còn. Kim này thằng cún. Đó. Thằng cún này nó khỏe thế không biết được. Vô. Rồi ấy anh, nó nhồi máu cả. Nấu này mày. Đó. Vô. Ok, lấy này mày. Hello này mới vô nha, hello người nha. Mới vô lần đó tiếp tục này mày. Mình thì mình... Cái này còn càng khôn không? Còn, cái này còn càng khôn. À, chuyển chân cho cái dòng nữa. Đậu làm đường ta. À. Sao lúc đánh không dùng đến đồng trưởng hả? Đang theo đao mà đánh trưởng gì đặng mai ơi. Hello thật sáng, hello anh em nha. Giàu gì đâu anh em, ngựa đó, ngựa Khải vừa đấu giá hôm trước 7 ngày anh em. Mới vứt cho con bạch này cầm khánh cả 7 trời anh em ơi. Đó. Ui, có cái 10 khánh ra chắc luôn. Ok, ba rồi béo ơi. Ok anh em. Đây anh em động anh em ơi. Xin ban hùng Mỹ. Ban hùng Mỹ. Bờ tay Minh Ảo. Áo Minh Ảo. Đại lưng ù lung. Nón thủ lý lâm chậm. Giày thủ lý lâm chậm. Đào tóc bên sát 100. Chứ hôm nay thì vô gặp mình em độc khủng khó chơi lắm anh em ơi. Hôm trước thua 2 trận em độc mà. Một trận ngày My. Đó, gặp ngày My bk hay cũng khó chơi. Tầm cấp này ngày My khỏe quá. 150 đủ hết sự vấn này nữa. Mày khá là khỏe. Cái bàn. Ok. Áp sát luôn quá ngại nè. Muốn cái bàn này áp sát luôn quá ngại.
Không có ngại, không có ngại khó, không có ngại khó. Bốc hơi. 1-0. Anh cái bàn nha em, đậu vốn hoài. Cái bàn 17 tấn anh em ạ. Anh cái bàn 17 tấn, thằng số 1. Sẽ đồng bàn. Đó. Tay Đình Khái. Áo Đình Khái. Đón thủ Hồng Lý. Đài cho khán họ. Giày của thủ Hồng Lý và bóng tốc sát thương 42. Ok anh em ơi, tiếp tục trận sâu nha anh em. Anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em ơi, cho anh em sơ qua cái top liên đấu anh em ơi. Khải nè. Khải đang thắng 18 thua 3 hạng 19. Rồi cho anh em xem sơ top 10. Top 10 hai một cuốn. Thắng 39 thua 9, kết thúc giải thua 9 trận. Top 1. Tiếp tục Core. Cái bang 36 thua 11. Đó. Thắng 36 thua 11 rồi. Lại Văn Lương, Nam Độc thắng 34 thua 14. Điêu Thuyền thắng 27 thua 21 hạng 4. Hạng 5 Thiếu Lâm Canh Mi thắng 26 thua 10. Tango Re thắng 25 thua 16 Game Mi. Tỷ lệ mình lên top cũng khá là cao nha anh em. Sotuda 25 thua 17. Thắng 25 thua đến 17. Lâm Viết Nhạn thắng 24 thua 14. Đại Tỷ thắng 25 thua 15. Trời ơi, thua quá nhiều luôn em ơi. Thắng 9. Dragon thắng 22 thua 10. Đó. Tỷ lệ mình cố gắng lên top thì vẫn có nha anh em. Cơ hội khá là cao. Thắng 18 thua 3 thôi. Ok chưa? À, tầm này đi được 1/2 chặng đường anh em ạ. 1/2 chặng đường rồi. Cố gắng thôi. Duy Khải cho mình 140-155. Chết chào nữa, chục chút rồi. Ừ. Rồi. Không có dòng, hết dòng rồi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Xem đồ Thiên Nhẫn Khánh Râu à. Nào. Gặp ai đây anh em ơi. Hello anh em mới vô nha. Chúng mình tiếp tục liên đón trận tiếp theo anh em ơi. Mình vẫn cầm theo Nam Động anh em ơi. Quên, mình vẫn cầm theo Gia Động. Ôi, xe ở đâu đây? 11-4 rồi nè. Gặp mấy Game Mi này là mình bụp chết ngay anh em. Chứ sợ Game Mi nó bận đồ khủng khủng tới. Còn mấy Game Mi này là đánh tốt. Cố lên. Đủ chân 4 vậy luôn. Cấp cũng khá là ngang mình đấy. Tình anh em. Cái bàn. Đâu Thiên Nhẫn Khánh Râu đâu sao không thấy ta. Ui, cái bàn này đồ nem hành ngon ấy. Bàn mình ấy. Tình xa. Tình xa là thiếu nấm bóng rồi. Thiếu nấm bóng. Ôi, ngậm nậu ghê thôi xong.
Queen nha anh em. Tập trận khác. Cái gì mà ghẹn các bạn là quên được hết nè mà. Đang trên ít đồ giữ hết. Rồi tiếp tục trận khác nè mời. Rồi ok anh em ơi, làm trận cuối nè mời. Ai võ đang công lôn lên Nga Mi 10 nè, cứ chia nhau kỳ hợp một quốc. Nga Mi 10. Ừ. Ai, vô trận cuối cùng nè em ơi. Ủa sao hai một cuốn vẫn còn đánh ta? Cái này khác nữa. Ôi, cái này còn khác nè em ơi. Đây khác. Trời ơi, cái còn lon, cái này còn lon. Ngày mai đây lẽ mất lương. Uầy, thiếu lâm đao. Chết tui rồi. Trời ơi, chết tui rồi em ơi. Đậu xanh thua. Chịu rồi. Ui dồ. Câu dồ thôi em ơi. Không thể nào đánh được. Câu dồ giữa thiếu lâm thôi em ơi. Ui. À, xem tui rồi chết rồi. Phải lên. Uầy, ông đặt tóc uống giá mang thiệt. Ui. Uầy, chịu anh em ạ. Á, gặp chúng thiếu lâm khúc khủng chịu rồi. Động gì mà chém khỏe vãi lên. Chú lập gọng hai mà đau chết liền. Mới uống 6 bình máu. Không kịp nhủ uống máu luôn. Quá khỏe rồi mày. Tập này thứ 5 này thua chất. Có cầu đàm cũng thua. Trời ơi đồ. Thua chấp nhận. Thứ 5 xe mình quanh một bên cũng đánh không lại. Đặt này càng thua. Má gì mà chém hai mà ca chấp. Vãi thì không kịp nhồi máu luôn. Khỏe vãi chưa nè. Đồ thua chấp nhận. Thua gặp đúng thứ 5 chấp nhận. Rồi, ngại lấy ngựa. Anh em đang xem cho khán lại chơi nè em ơi. Cho anh em xem lại top 1 đến 10 nè em ơi. Chúng thiếu lâm người đó chém 2 cái, 3 cái chết nè. Đặt móc 100 ạc đó. Lên được 1-2-6 không ta. Má lên 1-2-6 được chiếm. Ai chịu nổi. 19 thua 4 nè em ơi. Tỷ lệ được 1/2 chặng đường nè em ơi. Khó quá. 19 thua 4. Top sơ qua này anh em cùng xem rồi. Rồi. Cái ạc này đang cái nè em ơi. Mấy thiếu lâm kia á, mình cũng câu kéo rồi mình chạy mình đam vài cám mình câu giờ. Nhưng mà nói thiệt với anh em, có câu giờ thì tầm với thiếu lâm đó. Có câu giờ cỡ nào cũng thua. Thiếu lâm mình đây mà mình vứt auto mình đứng yên một chỗ mà nem động này còn đánh không lại luôn nè. Auto không á. Đừng nói mà lại. À, thấy dịch lại. Gặp thiếu lâm đó thấy thua chắc rồi. Số đen thì chịu anh em ơi. Không còn gì để nói. Anh em đang xem cho một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho nha em ơi. Phải tiếp tục làm video cho anh em xem nha.